trong đây là được 4 triệu đồng đó. Còn ở đây là cái phần cô đi từ thiện nè, quà cho mỗi người 10 ký gạo ngon với 100 ngàn đó, thì cô trao cho con đó. Rồi cảm ơn cô chúc với gia đình có nhiều sức khỏe nha, ráng sống tốt, kệ nó hoàn cảnh nào mình cũng lấy cái sức ra mình làm việc đó, cũng có cái nghề làm để nuôi sống bản thân. À, đây là em đại diện cho kênh YouTube Việt Nam trong tôi để gửi cho Đây đó, gia đình đây của đây anh chị kẹp vô, tiền. đây 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 đã, đã cho thêm đây, cô Nguyên Nhân cũng cho thêm đây, cô Nguyên Nhân cho Cho thêm mấy nhiều trăm quá nữa đã nè, anh. đấy Gửi tặng nhiều này. rồi đây đàn ơi, quý vị đi theo ủng hộ nha, mình có phước lắm đó nha. Rồi bà con thương. Mọi người nha, thì bây giờ ấy là mình cùng với sư cô Huệ Thương, cùng với đoàn từ thiện ở tại thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đang đi sang gia đình của chú mù, gia đình chú mù con. Hoàn cảnh của chú đó thì hoàn cô cảnh có của biết chú gì đó không? rất là khó khăn, hai chồng mù làm mấy nghề đấm bóp cho bóp cho người ta ở dưới quê nè, rất là rẻ nhưng mà phải làm để có sống. Cho Bây nên giờ á, đoàn của cô á biết được mọi người có chút đỉnh góp lại để cho chú có dùng trong mấy ngày Tết nè, đón xuân. Đây là nhà của gia đình hai vợ chồng chú mù đây mọi người nha. Mà con không mù nha. Để con không mù. Nhà có mấy người, ba người. Chị cầm cho em. Không. Ha, cái này ngưng đi. Ngưng đi, cái này đâu đó kết hả? Kết rồi. Để sao đi. Gia đình chú mù nè. Ai nó cho con mượn 100 đi. Mượn 100. Dưới cái này. À chú cô đâu? Cô quan hỷ nha, không một phần thôi, để đây gạo đấy này, để trên này đi. Cái cậu trang đấy, quay phim cho cô rồi nè. Đây là hôm nay là ngày 22 tháng giêng tháng một, ngày 22, ngày 22 tháng chạp. Ủa đâu có. Tháng 1 của năm 2022 làm nhằm ngày. Bữa nay là ngày 20. Ngày 20 tháng chạp. Năm Tân Sửu, vẫn còn năm Tân Sửu. Hôm nay là đoàn của cô Huệ Thương trong nhóm Phóng Xanh á. Hôm trước cô xuống khảo sát ở đây là nhân viên là gặp được mấy em. Thấy cái hoàn cảnh hai vợ chồng mù với đứa nhỏ này mà nó vẫn đi học phải không? Vẫn nuôi con đi học. Mà làm nghề xoa bóp cho bà con ở đây rất là khiêm tốn, cho nên là ở trên bà con cũng công nhân này kia đó con, thương xót mới góp lại đây. Trong đây là được 4 triệu đồng đó. Còn ở đây là cái phần cô đi từ thiện nè, quà cho mỗi người 10 ký gạo ngon với 100 ngàn đó, thì cô trao cho con đó. Rồi chúc gia đình có nhiều sức khỏe nha, ráng sống tốt, kệ nó hoàn cảnh nào mình cũng lấy cái sức ra mình làm việc đó, cũng có cái nghề làm để nuôi sống bản thân
Thì hôm nay là cái số tiền của quý vị á, đóng góp á, cô đã đăng rồi lên, hôm nay cô trao tận tay cho chú gia đình chú mù đây là 4 triệu đồng đó. Dạ, còn đây là em đại diện cho kênh YouTube Việt Nam trong tôi gửi cho đây đó. Gia đình của đây đây anh chị kẹp chưa đây 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 đã cho thêm đây cô Nguyên Nhân cũng cho thêm đây cô Nguyên Nhân cho thêm mấy trăm nữa nè đấy rồi đây đàn ơi quý vị đi theo ủng hộ nha mình có phước lắm đó nha rồi bà con thương đó, nghèo mà biết lo làm ăn thôi đủ rồi đây là tất cả đây cũng được 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi trong này không biết nhiêu nữa 900 với trong này nhiêu trong này nữa nè là 1 triệu trong này nhiêu không biết nữa nè coi đại đi thắc mắc nó khổ lắm. Anh chị được mấy cháu rồi? 50 ngàn rồi 1 triệu 50 ngàn là dưới kia 4 triệu là được 5 triệu 50 ngàn quan hô cảm ơn quý vị Mạnh Thường Quân ở nhà nha rồi nói đi con nói ba lời nói con vậy cũng cảm ơn cô chú hôm nay đến đây thì mấy cô đến đây cho tao số tiền giúp cho các Mạnh Thường Quân con cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân để ghé đến đây ủng hộ con xin thành cảm ơn cô chú khỏe hết sức khỏe dồi dào cảm ơn sư cô Huệ Thương ráng học nha con rồi em chúc gia đình anh năm mới vạn sự như ý làm việc được thuận lợi và sức khỏe dồi dào nha. Dạ. Cảm ơn. Nói mấy câu đi. Nay được nhiêu tuổi rồi? Con 38 tuổi. 38 tuổi rồi. Khỏe ha. Vẫn làm được tốt ha. Dạ. Tốt được luôn. Trời cho sức khỏe. Thôi được rồi. Thôi chưa. Con cảm ơn quý sư cô. Nói gì không nói. Con cảm ơn quý sư cô và các Hồng Quân rất là nhiều đã giúp đỡ cho gia đình con ha. Con nói gì không con? Con nói đi. Con tên gì? Con đi học lớp mấy? Con mấy tuổi rồi con? Nó lớn con mấy tuổi? Con 5 tuổi. 8 tuổi. 8 tuổi. Con học lớp mấy rồi? Lớp 2 á. Con tên là gì? Con Thận. Chúc cô giàu giàu sức khỏe, mấy cô lên đường mạnh khỏe. Rồi. Con hứa con học tập ngoan. Dạ, ráng học đâu. Phụ ba mẹ nha con. Dạ. Rồi. Rồi, cô xin phép cô đi nha không? Dạ, rồi, chào hết nha. Tôi cũng thay mặt cái người đương làm cái vụ này kính chúc quý sư cô cùng với quý Mạnh Thường Quân năm mới Nhâm Dần 2022 được nhiều sức khỏe, an nhiên, tự tại trong cảm cuộc sống. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Chúc cô cũng vậy nha. Tôi dạy học chung với sinh tiên đó. À, dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, ở đây là ủng hộ gia đình đó nha. Tôi đang đi làm massage. Thường xuyên ủng hộ gia đình nha. Dạ dạ. Dạ làm massage để cho nó có tiền. Trước mưa vô bây sao. Rồi con chúc cô mạnh khỏe nha. Dạ dạ dạ. Dạ. Chào cả nhà nha. Dạ chào, cảm ơn. Rồi đi. Cả nhà nó quay cái nhà. Thương quá. Những người này là đến tận tay. Đây là nhà của gia đình của chú. Nhà nghèo vậy đó, thấy thương nhưng mà vẫn làm. Nó tốn con mắt thì con được 3,5 con. Có thằng con không? Chị là gì? Tôi đi đương đi massage. À, tôi là khách massage này. Ở đây có em gái miền Tây nữa này. Thấy chưa? Đây có mặc bộ áo tím rất là đẹp nha mọi người nha. Tím mộng mơ. Nè cho nhìn mặt luôn. Đây đây ngoảnh mặt đi. Cái gì mà chạy nhanh dữ vậy? Thư ký đoàn của tôi đó. Thư ký đoàn nha. Năm mới sức khỏe nha. Bây giờ chắc sức khỏe là hạnh nhất. Không, bây giờ là hạnh nhất rồi đấy. Ờ đây có cây. Ơi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye ạ.